Rồi, xin chào hai bạn. Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Dạ, em chào toàn bộ khán giả. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Lê Tiến Anh. Dạ, em năm nay là 31 tuổi ạ. Em đang là kiến trúc sư. Và em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tiếng Anh, còn em? Dạ, em xin chào anh Quốc Thuận, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trang, em cũng là kiến trúc sư mà em làm bên nội thất. Wow. Hai vợ chồng kiến trúc sư luôn. Trời ơi, em cũng là 31 tuổi luôn hay sao? Dạ không, em 29 ạ. 29 tuổi nhưng mà là học chung trường đúng không? Dạ, cùng trường. Như vậy là tình cảm của các em nó bắt đầu từ môi trường kiến trúc đúng không? Anh đón. Dạ không phải. Thôi giờ nói luôn đi. Hai bạn lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Thực ra là hai tụi em là có học chung trường. Nhưng mà em thì có follow trên cái Facebook của Trang. Nhưng mà thực sự là tụi em cũng không có biết nhau. Có một lần là em thấy là Trang thức khuya. Thế là em mới nhắn tin. Em mới hỏi là ủa sao thức khuya. Với lại Trang thì là làm nấu đồ ăn với lại làm bánh rất là ngon. Thế là em mới bảo hỏi là thức khuya với làm bánh á, nó có liên quan gì với nhau không? Thế là Trang mới trả lời rất lạnh lùng luôn là không. Và không nhắn thêm cho em một cái tin nhắn nào. Một chữ không. Một chữ không do vậy thôi. Trống trơ luôn. Thì thế là từ đấy là em mới tức. Em mới bảo là phải cua cho cô này cho bằng được. Lúc đó là em không thích ảnh này sao? Em thì ở trên Facebook á, là em cũng hay show up bản thân. Nghĩa là mình con gái mình cũng hay thích khoe cái này khoe cái kia. Còn anh Tiến Anh á, thì ảnh là em không biết ảnh là ai hết. Mà ảnh cứ hay like Facebook em. Cái đợt mà lúc mà tụi em thật sự là biết nhau á, là cái đợt tụi ảnh mua bánh trung thu của em. Tại vì đợt là đó em làm là bánh đó luôn. Dạ em làm bánh trung thu em bán. Mà em bán nguyên cái trường kiến trúc luôn. Lúc đó là em không biết rằng là anh đã follow em 6 năm. Nghĩa là anh thay đổi đây là anh. Tức là em follow Trang 6 năm. Dạ. Nhưng mà cái chữ không đó là ở năm thứ mấy? Không đó là cũng phải năm khoảng tầm thứ tư. Năm thứ tư. Coi như follow người ta 4 năm. Thế chừng mà được một cái status trả lời là một chữ không tròn do. Dạ. Đến cái lúc em mua bánh trung thu của cổ. Có phải là em chẳng qua là mua bánh là để mà cho có dịp để mà tiếp cận với cổ? Đúng là như thế á. Tại vì thực sự rằng là em có lập một cái bản kế hoạch rất là dài và em cũng có mang đây luôn. Em cứ mở đi, em cứ mở em coi cái sơ đồ. Trời ơi, cái sơ đồ cá nhân nè. Trời ơi, vẽ hình luôn, có vẽ hình luôn nha em nha. Đây. Em nói đi, cái sơ đồ này anh nhìn vô giống như đám rừng vậy đó. Đây ai đây? Dạ đấy là em. Dạ thực ra thì đây là những cái tính cách của cô ấy. Còn bên này là tính cách của em. Thì thực sự rằng là hai người mới cái tính cách rất là trái ngược nhau. Một bên là bóng tối, bên là ánh sáng. Tức là cô này cái gì cũng show up ra Facebook hết. Còn ông là trên Facebook không có một cái gì cả đúng không? Đúng rồi. Cho nên hắn ta là bóng tối đó chị. Đây là cái người đàn ông này á, là họ làm việc gì là họ có cái kế hoạch đó rất chị. Là đúng chi rồi, tiết kể rồi. Cả việc cô gái. Đây nè chứ. Đây là chị, tính trong cái cách mà ông ấy dùng sao nè. Dùng từ mình thấy nó cũng hay nữa. Khơi gợi sự ham hố. Mở ngoặc tiếp cận. Đây, có bằng chứng hết đây. Mở ngoặc tiếp cận. Nói vậy thôi. Đó. Hồi lúc mà đầu tiên khi mà em bắt đầu khi mà tụi em đã quen nhau rồi thì em thấy cái sơ đồ này thì cái cảm giác em sao? Em cảm thấy tức bởi vì em á là bị cái là em cái tôi của em rất là lớn. Em nghĩ là em giống như một trò đùa vậy đó. Tức là cái người này tại sao lại người ta sắp đặt mình như vậy, mọi thứ như vậy. Mà chị hỏi em là cái kế hoạch em đề ra như vậy là có lúc nào mà bị trật cái tiến độ không? Dạ thực ra những mọi cái kế hoạch đều trật tiến độ hết. Tức là đây là cái nói chung tình yêu mà đúng không em, làm sao mà nó có thể khớp vô được như là những cái con số, những cái mà gọi là góc cạnh của em trong cái kiến trúc được đúng không? Rồi bây giờ quay trở lại đến câu chuyện mua bánh, là em mua bánh online hay là em đến em gặp thẳng cổ để mua bánh? Thực ra là em mua bánh online nhưng mà sau khi mà em mua bánh á, thì theo kế hoạch là em sẽ không tới lấy bánh. Mục đích để làm gì? Thì để trêu tức. Chọc tức chơi. Tại vì là tính kiêu kỳ. Nhưng mà cô tức quá, cô chửi quá. Thành ra đành phải đến lấy. Lần đầu tiên em nhìn thấy ảnh ở ngoài đời đúng không? Dạ, lần đầu tiên luôn là em thấy ảnh thì em có ấn tượng gì về ảnh này? Thì đợt đó lần đầu tiên em gặp ảnh là nói thật sự là em cũng không coi ra gì hết. Là ảnh rất là bồm sòm. Ngồi thì giống như cái ướt nhem ướt nhẹp vậy nè. Sơn nước này nọ tùm lum giống như là một người thợ xây vậy đó. Mà đã vậy còn hôi nữa. Ôi, em đến gần em thấy ngay cái mùi nó hôi hôi mà kiểu như là lâu ngày không được tắm cái gì. Đó, xong thế là em giao bánh cho xong mà em lấy tiền xong em quay vô nhà một nước luôn. Rồi ăn sao? Có ăn không? Có dạ, ăn không ăn. Sau này em mới biết là nhà chồng em là không ai ăn ngọt hết. Và cái bánh đó là thậm chí là đem về em cũng không biết cho ai như thế nào hết. Cho ai à? Nói đi. Hay đó là công cụ để cái bánh em. Nó hay là đi bán lại nha mà ta. Dạ không, thì em cũng cho bạn bè em. Rồi khổ cái cô này cô lại biết chăm sóc khách hàng. Sau khi mà ấy xong rồi thì cô mới nhắn tin hỏi thăm là bánh có ngon hay không. Sao em có khen không? Không.
Em chê luôn, em chê là bánh quá dở. Rồi dạ, em nhận được cái tin đó sao? Em tốt, tại vì em biết không dở là em mới biết là cái chiêu trò của ông này rồi. Tới lúc đó là em biết luôn là ổng tiếp cận mình thôi. Đến lúc nào thì mới bắt đầu em có một cái suy nghĩ khác về ảnh? Thực ra là hôm đó là em quẩn quá, em mới hẹn bạn ra ngoài. Thì bạn này bạn ấy rất như là một người lạ mặt, hẹn ra ngoài thì đâu có thể nào mà người ta đi lại khích đẻo là hả đồ hèn. Bạn này thì tính tiểu thư, thế là tức. Cô mới nói là nếu mà tôi ra gặp cậu thì á cậu phải để cho tôi yên. Đúng rồi, đấy thì yên. Thực sự ra đến lúc này thì nó vẫn còn trong kế hoạch. Thế em biết chắc là phải ra gặp rồi. Thì ra là em cũng lấy hết can đảm, cũng mặc bộ đồ đẹp rồi trông cũng bành tỏ lắm, ngồi ở được quán cà phê thì đợi bạn ấy qua. Thì bạn này tới một cái bộ dạng rất hùng hổ, xong rồi ném cái điện thoại xuống bàn cái rầm. Ồ, xong rồi bạn nói có chuyện gì thì nói nhanh lên để tôi về. Thế là em lúc đấy em bảo ủa mới gặp nhau chưa gì chưa nói câu nào mà đã đòi về. Thế là em mới bấm tay xuống bàn, em mới bảo cậu ở đây đi, tôi sẽ hôn cậu. Trời ơi, trời ơi. Có trong kế hoạch không? Không, 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 không có đâu. Không. Lúc đó ra thì em nói thật sự không có đẹp đâu, ảnh tưởng anh đẹp thôi. Chứ là lúc đó không hề đẹp. Trời ơi, mặc cái bộ đồ mà nghĩ là đẹp kiểu như style Hàn Quốc. Mà em nói cái style đó là em nghe em thấy nó hơi gầy gầy. Và bạn nó lên ngồi, đúng không, là mưa ướt vậy nha. Mà cứ ngồi vậy nè, run cập 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 vậy nè. Mà mình vô mình thấy là kiểu giống như mình không biết có phải biến thái không. Tại vì đây là lần thứ hai gặp, nhìn cái hình tượng là em thấy em sợ rồi. Tự nhiên chợ mắt lên nhìn mình là tôi sẽ hung cậu. Trời ơi, chết cha, giờ phải tìm cách chuộng đi. Tại vì cái ông này không biết ông nói thiệt hay ông làm thiệt hay không. Tới là em lẻn lẻn vô nhà vệ sinh, em gọi tài xế tới đón. Lúc đó em ra thì ông tài xế chưa tới, xong rồi em mới quay qua em cũng nói ổng là kiểu như hùng hồn nha. Em câu giờ. Ông tài xế tới đón cái em chạy tọt ra ngoài, không quên từ việc luôn. Em quay lại em ngó cũng làm như thế. Em thấy ông ngồi, ngồi mà hụt hẫng nha. Hụt hẫng. Tại vì lúc đó là em thay đổi 180 độ. Tại sao? Tại vì mình sợ nhưng mà mình nói cho người ta sợ là chết. Ổng hụt hẫng, ổng nhìn. Cái xong là lúc đó thấy tội nghiệp. Bản thân thấy ông tại vì nhìn lại cái hình ảnh nó giống như Tom Jerry. Mất hồn. Dạ, đúng rồi, mất hồn kiểu vậy đó. Rồi sau đó em ơi, anh rất muốn nghe. Chắc chắn là phải có kế hoạch, chắc chắn phải có chiêu tiếp theo. Đợt đó là coi như đúng không? Đó. Thực ra sau đó em mới suy nghĩ rằng là thực sự ra đến lúc này coi như là mình hết hy vọng. Mình coi như là... Nhưng mà lúc đó em thực sự là thích bạn này rồi đúng không? Thực sự là thích rồi đúng không? Thực sự bắt đầu rất thích. Khi mà xảy ra rất nhiều cái chuyện như vậy rồi á, thì em lại bắt đầu em im lặng. Mình giãn ra, mình không có nói nhiều nữa. Thế là mới, thế nhớ thì mới lại hẹn em ra. Lần này cô hẹn. Ủa mà sao em lại hẹn? Trời, nói tới thấy tự ái. Đợt đó là em đi ăn nhà hàng với đối tác thôi. Cũng trong khu Thủ Đức, cũng gần nhà nhau. Thật ra là nhà ảnh với nhà em cách nhau có khoảng 15 phút thôi, 10-15 phút thôi. Là lúc đó em buồn. Thật sự em cũng đang có chuyện buồn. Cái anh này là ảnh bị một cái là ảnh rất là biết lắng nghe. Thì em mới gọi ảnh ra. Thì em mới nói là giờ đi cà phê đi, là tôi đang ở quán này, giờ cậu qua cái quán kế bên đi. Là cái quán kế bên thì em mới đi bộ qua, thì em gặp ảnh. Cái xong là hôm đó là trời cũng mưa. Đợt đó là ra gặp thì em mới nói em cứ ngồi nói chuyện nhau, cũng cà khịa nhau vậy. Xong tự nhiên em đứng lên, em mới nói là thôi tôi đi về. Ổng kéo tay lại em hôn em, nhờ hôn lên má, hôn lên má thôi. Em mới đánh cho một cái em xô ra, rồi em mới đi về, em mới về nhà em. Thì em đang đi về nhà là trời đổ mưa rất là to. Tự nhiên em tội nghiệp anh này. Tội nghiệp ở đây là thật sự là anh nói này là nhà ảnh đó là rất là sụp sệ. Ba mẹ anh bán hàng ngoài chợ, bán hàng trái cây ngoài chợ, rồi làm nhà, làm việc nhà cho người ta. Nghĩ thấy tự nhiên tội nghiệp, dạ, đúng không? Nghĩ tới tự nhiên đi, lúc đó quen em là như đi chiếc quay cà tàn hay chiếc gì đó, chiếc xe cà tàn lắm. Giống cả... như là thằng bé âm thầm đi vào ngõ cụt. Dạ, đúng rồi. Rồi cái xong em về tới nhà là lúc đó lòng mình nặng trĩu lắm. Mình cảm thấy như là ủa chị không lẽ mình thương ông này thiệt ta, tự nhiên nghĩ ông này hoài. Thế là em mới về, em mới nhắn như vậy là trời mưa đó, về nhà cẩn thận, rồi nhớ ủ ấm này nọ, coi chừng bệnh. Nhận được cái tin nhắn là biết là hình dạ. như là cái chiêu của mình thành công rồi đúng không? Dạ, thực sự ra lúc đó là em hoàn toàn tự tin luôn. Và chắc chắn lúc đó là em có thể dự tính là cái cơ hội để thành công trong kế hoạch là tới 70%. Em lúc đó em có nghiên cứu. Thì thực sự ra nếu mà một người độc lập và tiểu thư ấy, thường nếu mà một cái anh mà có tiền bạc hay quyền lực tới với cái người ta thì người ta sẽ chỉ là kích cái tự tôn người ta lên thôi. Bởi vì người ta tự lo cho bản thân mình. Mình sẽ không chơi theo cái kèo đó được. Lúc nào cô gọi điện thì lúc nào cũng có tiếng máy bay ù. Trời ơi. Thế cô mới hỏi rằng ủa sao anh có cái tiếng thì nghe nó khó nghe, lúc nào cũng ù. Em nghe chói tai lắm. Thì em mới nói là tớ đang ở trên nóc nhà. Thế là cô mới hỏi là ủa tại sao trên nóc nhà? Thì em mới nói là ba mẹ tớ đang làm việc ở dưới. Thì cô này cô nghĩ rằng là chắc nhà hẹp quá thì nên phải ra đến nhà mà chưa. Vậy nè, là bắt đầu từ cái hôm mà ảnh hôn em một cái đó, là bắt đầu từ em mở lòng ra. Thì mỗi lần nói là khoảng tầm 2-3 giờ là em nghe tiếng phụ huynh la
là em nghe tiếng ba mẹ la ảnh, xong anh nói là thôi thôi chờ chút nha, xong cúp máy, xong ảnh lại gọi lại, thì em mới thấy là ủa thời buổi này mà một con người vậy mà không có cái phòng riêng, tức là không có phòng riêng như vậy, rồi mà thậm chí bạn anh nói là nhà anh trong có sống trọ là nghèo này nọ, thì em mới nghĩ chắc là cha mẹ là sống chung với nhau khổ sở này nọ, thì em mới là thương. Cái sự thật của cái người đàn ông mà cái chàng trai mà chàng ấy nói là mình nghèo như vậy á, sự thật là có nghèo thiệt hay không? Dạ, cho đến khi mà ảnh dẫn em về nhà ba mẹ ảnh là em mới biết là nhà cũ là không đến nỗi nghèo, nghĩa là cũng không phải là quá giàu có đâu. Nhà ảnh là có một chủ karaoke, một quán karaoke cũng lớn đó, rồi phía đằng sau là nhà cũng 4-5 tấm này nọ, rồi cũng không phải nghèo, mà em tới hết hồn. Cái xong em nói ủa nhà anh đây hả, cái xong em mới chất quớt, cái xong ổng tủm tỉm ổng cười, ổng tủm tỉm ổng cười. Là em lúc đó em mới biết là, dạ, là mới kế hoạch của ổng, dạ, có nghĩa là coi như sau đó hai đứa là yêu quá nhau, là mọi thứ suôn sẻ hết, đã đúng kế hoạch của em rồi, là bao lâu thì cưới? Dạ, thực ra đúng thì tháng 5 ấy chị. Bản thân em là cũng làm việc theo kế hoạch. Thực ra là em khi em đến em gặp bố vợ của em á, em nói là thưa chú, tháng 5 này con sẽ cưới con gái chú. Rồi bố nói sao? Bố không nói gì. Tức là lúc đó là vẫn đang tìm hiểu nhau, chưa hề là yêu nhau, chưa hề là có thể là có tình cảm rồi nhưng mà chưa hề chính thức. Con quen cái thằng đó hả? Cái thằng đó nó láo quá, nó dám nói với bố là tháng 5 này con cưới con gái chú. Nhưng mà giờ chị hỏi là cái kế hoạch có đúng tháng 5 cưới không? Dạ đúng. Dạ đúng. Rồi hai đứa lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ em lấy nhau được một năm hơn bốn tháng. Là đã có em bé rồi đúng không? Dạ có em bé. Wow. Rồi bây giờ lấy nhau về rồi ảnh còn lòi ra cái tật gì nữa không? Thật ra cưới về nó là cả một cái kế hoạch mà em mệt mỏi. Lúc mà chưa cưới thì em là cái người mê công việc, tại vì em làm việc rất là nhiều, một lúc vậy em nhận thiết kế rất là nhiều, từ nhà hàng khách sạn cho tới nhà dân rồi chung cư mọi thứ á, thì em làm từ sáng cho tới tối, có khi là tới đêm, và có khi là 2-3 ngày không ngủ. Là ổng là cái người, ảnh là cái người mà nói em á là bỏ việc đi, đi ngủ đi, nghỉ ngơi đi. Thế này kia, mà lúc nào em cũng thấy là tại sao cái người này kiến trúc sư mà rảnh quá. Em nói là đàn ông gì đâu mà lười biếng, suốt ngày cứ đi theo lẻo đẻo theo mình, sao không lo kế hoạch này nọ, không lo đi làm việc này nọ đi. Tới hồi mà em cưới rồi đó thì em mới nhận ra là ảnh là em là cái người mê chơi, còn ảnh là người mê làm. Bây giờ là suốt ngày là lo làm thôi. Rồi cái đó không phải tật xấu, đó tật tốt. Dạ, vậy lo làm rồi giờ tật xấu gì tật nữa nè? Tật xấu hả? Tật xấu thì ví dụ là... như là về tính cách nè, về nóng tính không? Trời ơi, nóng tính khủng khiếp. Có bừa bộn không? Dạ, bừa bộn. Có ở dơ nữa không? Dạ, ở dơ cũng còn. Vẫn còn ở dơ đúng không? Nhưng mà có một cái tính này rất là xấu luôn, đó là xấu với em. Em thích là nấu ăn. Mỗi lần em nấu ăn xong á là em ngồi, em hóng có khen mình không? Trời, đồ ăn hôm nay em nấu ngon quá, tức nghĩa là mình khơi dậy cho ông luôn. Ông ăn một mạch, ngồi cầm YouTube coi cái mấy cái chương trình mà YouTube gì nọ đó. Thế là hả, mình ngồi mình chờ coi khen không, ăn xong hết rồi cũng không biết mình ăn cái gì. Tức lắm mà rất là nhiều lần không khen mình. Đó chỉ là một phương tiện, đúng không? Đồ ăn chỉ là một phương tiện để làm đầy bao tử thôi, chứ không phải là để thưởng thức. Rất là thờ ơ và rất là vô tâm. Nè, đây có phải là một người đàn ông lãng mạn hay không? Em cưới rồi em mới thấy lãng xẹt á. Thì độ lãng xẹt cũng khiếp. Trời ơi, hồi trước là em mơ lắm, em mơ mộng lắm, tại vì những cái chiến lược đó đưa ra là mình cảm thấy như là mình giống như là mình thật là nhỏ bé, mình thật là được một cái người đó rất là chú tâm vô mình. Nhưng mà tới hồi cưới về thì lúc nãy mình mơ lãng mạn lắm. Điển hình như ông nói em là cưới xong là anh sẽ cho em đi châu Âu, xong rồi đi Maldives, xong rồi hoặc là đi Phượng Hoàng Cổ Trấn rồi này đi nào. Được bao nhiêu rồi? Tới bây giờ là Vũng Tàu em còn chưa được đi. Tới bây giờ một chưa năm, được đi. Một năm năm tháng rồi mà chưa đi. Có lẽ dạ, chưa được đi. Có em bé đó bởi vì gì dạ, đó. Dạ, thôi từ từ đi. Sẽ đi nha. Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Cô ấy thì có tật xấu gì không? Cô ấy thì rất là thích nấu ăn. Nhưng mà nấu ăn ra sau nấu cho đã xong rồi á, bắt người khác dọn đúng không? Chỉ có nấu thôi, không có mà dọn. Em là người dọn đúng không? Vâng, em rồi bố mẹ đều phải dọn hết cho cô. Rồi đôi khi có một cái công việc gì đó là bắt đầu là đem họ hàng, mọi thứ, cái công việc cũ, cái chuyện cũ ra để mà nhắc lại, mà nói rất dai. Nói ngày này qua tháng nọ luôn. Lèm bèm không em? Lèm bèm lắm, rất là mệt mỏi. Nhưng mà mỗi lần như vậy em có cách để trị không? Mỗi lần như vậy á, thì em cũng có cách để trị. Nhưng mà cô ấy thì cứ chứng là tật đấy. Thế ra cuối cùng cô ấy trị lại em. Rồi còn gì nữa? Rồi em rất là dữ, dạ, rất dữ. Chị thấy là em chiều dữ lắm đó, đúng không? Thực ra thì lúc đầu đúng là em chiều thật. Nhưng mà càng về sau này thì em lại càng phải bớt không đi. Chiều nữa. Giống như hai vợ chồng là cái tấm gương phản chiếu của nhau vậy. Chẳng hạn giống như là bây giờ em thức khuya là anh thức khuya chăng em. Cái tự nhiên em sót, nói anh ơi anh ngủ đi. Thế là mình cũng đi ngủ sớm cùng với ảnh. Rồi dần dần bây giờ thì tụi em ngủ sớm hơn. Rồi sáng dần dần sớm hòa hơn. Hợp và cải thiện. Dạ, dần dần hòa cải hợp thiện hơn. Bây giờ em còn mong muốn anh thay đổi điều gì nữa? Em chỉ mong muốn ảnh là quan tâm nhiều đến em hơn và khen em nhiều hơn. Chồng em không hề khen em. Bây giờ không cần khen để có động lực đúng không? Dạ đúng rồi, phải khen còn, em. Còn em thì sao? Em mong vợ em thay đổi gì? Thực ra thì em cũng mong là vợ bớt giữ đi tí. Bớt giữ hiền lại. Nghĩa là giữ quá đúng không? Dạ. Đó bây giờ nè, khen mà đi. Bớt giữ đi chứ, bớt giữ đi người ta mới khen. Tại vì bớt giữ đi á là lúc đó cái người kia họ sẽ ổn định về thần kinh,
nhưng mà dữ quá là cái thần kinh họ không có ổn định được. Họ luôn luôn họ suy nghĩ là không biết lúc nào là bà nổi cơn, bà giữ lên đây, hoặc mình làm cái điều này là có vừa ý cổ không, phải lo, phải đó kế hoạch nữa, ghi chép nữa. Khi vợ giữ mình phải làm gì, hoặc là lúc vợ chuẩn bị giữ cô ấy sẽ có những dấu hiệu ra sao, ví dụ vậy. Mệt lắm. Không có luôn gì. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thôi bây giờ. Đó. Bây giờ bớt giữ đi cho cái đầu của anh xả ra. Anh xả ra các neuron thần kinh bắt đầu giãn ra. Khi thoải mái thì tự nhiên nhìn cái gì cũng thấy đáng yêu hết. Ồ, trời hôm nay vợ nấu cơm ngon vậy. Nay thế này thế nọ đúng không? Đó bây giờ anh muốn là nè, nhân hôm nay em có nói một điều gì đó với vợ mình được hay không? Thì hôm nay là cũng không có một cái kế hoạch gì. Nhưng mà em cũng sẽ nói với vợ em một cái câu là... Thôi bây giờ mình đứng lên nói cái đi. Dạ. Dễ thương hơn không? À, vợ chồng mình cũng lấy nhau được một cái thời gian rồi. Thế ra là anh cũng rất mong muốn rằng là anh sẽ là cái điểm tựa và là cái một cái trái tim thứ hai ở bên cạnh em, à, cho vợ chồng mình á, cứ mãi mãi bên cạnh nhau, rồi bên cạnh cu cơm như là cái ngày đầu tiên vậy. Và anh cảm ơn em là đến với cuộc đời của anh. Em cũng cảm ơn anh đã đến cuộc đời em, là đã sửa cho em rất là nhiều, tức là sửa con người em rất là nhiều. Và sắp tới là những cái chặng đường sắp tới là em muốn là cho dù có khó khăn hay những có những cái vui sướng gì đó thì mình cũng đồng hành cùng với nhau để mà mình chia sẻ với nhau. À, mình cùng hưởng hết ha. Trời ơi, dễ thương. Trời ơi, không có trong kế hoạch nha. Dạ, dạ, hãy đến với tự nhiên. Dạ. Chúc cho các em mãi mãi yêu thương và hạnh phúc như thế này. Dạ, dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Dạ.